đây em xin mời tiếng hát của chị Hồng Vân với điệu tango. Nãy giờ mình chưa có điệu tango, mời chị Hồng Vân lên sân khấu. Quý vị, chương trình hôm nay có vui không quý vị? Quý vị ăn có ngon miệng không ạ? Mê anh không Quân chịu chơi hơn mà anh nào hát cũng hay hết phải không ạ? Và hồi nãy giờ thì Hồng Vân chưa thấy là chưa có tango. Hồng Vân xin góp vui với một nhạc phẩm tango, mời quý vị ra sàn nhảy. It takes two to tango, so please come on the stage, dancing floor with classic song from the 70s, L'amour c'est pour rien. Bác Phạm Duy đã dịch là tình cho không biếu không. Hồng Vân thì xin dịch lại là tình yêu như giấc mơ. Avec un homme aveugle.